Huyền thoại thánh địa lý Tạ Ao. Nhắc đến phong thủy thì không thể không nhắc đến ngài Tạ Ao, bậc thầy địa lý của nước ta. Về tài năng, ông không hề thua kém huyền thoại Cao Biền của phương Bắc. Theo cuốn Lam Hải Vị Nhân của tác giả Phan Kế Bính, Tạ Ao tên thật là Nguyễn Đức Huyền, cũng có tài liệu viết là Vũ Đức Huyền. Ông là người người làng Tạ Ao, Phủ Đức Quang, trấn Nghệ An, tức huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Tuổi nhỏ, ông mồ côi cha, vì mẹ bị mắc bệnh lòa mắt, nhà lại nghèo, cậu bé Đức Huyền đã phải theo khách buôn sang Tàu để lấy thuốc về chữa mắt cho mẹ. Thầy thuốc thấy cậu bé nghèo hiếu thảo nên hết lòng tại nghề. Về sau nhờ chữa khỏi mắt cho một ông thầy địa lý phương Bắc nên Đức Huyền lại được thầy địa lý truyền theo thuật phong thủy. Một ngày, ông thầy muốn thử tài của Đức Huyền bên đổ cát thành hình núi sông rồi vùi 100 đồng tiền xuống các huyệt đạo, bảo cậu học trò hãy tìm thấy huyệt thì xin kim xuống. Đức Huyền đã cắm đúng lỗ 99 huyệt, 99 đồng tiền. Chỉ duy nhất có huyệt thứ 100 là cây kim cắm lệch ra ngoài. Thế vậy, thầy địa lý than rằng, thế là tinh hoa địa lý đã về phương Nam mất rồi. Và quả đúng là danh bất hư truyền. Đức Huyền sau này đã trở thành bậc thầy về phong thủy, được mọi người kính cẩn gọi là Thánh Tà Ao. Ông vân du khắp nơi, từ xuôi đến ngược, từ vùng núi đến đồng bằng, đất đai màu mỡ. Một là chữa bệnh cứu người, hai là xem xét thế đất, tẩm long. Cuối cùng cũng là để giúp đời. Từ mỗi vùng đất ông đi qua để viết nên các huyền thoại mà đến nay dân gian vẫn lưu truyền. Một trong những câu chuyện ấy là huyền thoại giếng mắt. Giếng mắt cá của làng Hành Thiện ở Xuân Trường, Nam Định. Người dân làng Hành Thiện kể rằng, một lần đi qua phủ Xuân Trường, Tạ Ao phải đi đò sang sông, đến gần bến thì phải lội xuống bùn mới lên được. Lúc ấy, người khách đi cùng chuyến đò đã hào hiệp cõng ông qua quãng lầy lội. Sau ông lại được người dân Hành Thiện khoản đãi nồng hậu, cảm mến dân làng hào phóng trượng nghĩa lại mến khách, Tạ Ao liền gọi đi xem xét thế đất cho làng. Ông nói, kìa các ngài xem, kiểu đất làng này rất đẹp, chẳng khác gì hình con cá đang quẫy đuôi tung bình ra biển. Cụm dân cư chỗ kia là đầu và mình cá, còn cánh đồng kia là khúc đuôi. Sau này kết phát, khúc đuôi nó sẽ lở to dần, do đất phù sa ở con sông kia bồi vào. Lại nữa, những con lạch bao bọc quanh làng là mạch nước nuôi sống con cá, quanh năm chẳng bao giờ cạn. Nhờ đó, dân trong làng được thịnh vượng, làm ăn phát đạt, ít bệnh tật, ốm yếu. Chỉ hiềm một lỗi là con cá không có mắt, nên đến giờ làng vẫn không thể phát khoa danh. Dân làng nghe vậy, bèn hậu đãi trà rượu và khấn khoản xin ngài Tạ Ao đặt lại hướng cho làng. Tạ Ao đứng ngắm hướng, rồi tới chỗ mỏm đất trước cửa đền thần hoàng, nói rằng vì con cá còn thiếu mắt, nên cần đào giếng làm mắt cá. Giếng nước này rất thiêng, cần phải giữ sạch sẽ. Được vậy thì trong làng ắt có người làm thầy làm quan, giàu có nhất vùng. Quả nhiên, từ ngày đào giếng mắt cá, làng Hành Thiện ngày càng thịnh phát, nổi tiếng là ngôi làng nho gia. Lam thì học hành, thi cử đỗ đạt, nữ thì dệt lụa, ươm tư khéo léo. Người dân quanh vùng vẫn dùng câu trai học hành, gái canh cửi, hay đậu phụ, thủy nhai, tú tài, Hành Thiện để nói rằng ở Hành Thiện có nhiều khoa bảng, gia đình nào cũng có người đỗ tú tài. Phong thủy không thoát khỏi mệnh trời. Mặc dù trong suốt cuộc đời mình, ngài Tạ Ao đã giúp nhiều vùng đất được hưng thịnh, nhiều gia đình phát lộc, nhiều huyền nhân phát tài, nhưng đối với cá nhân ông, dẫu có giải công tập cứu long mạch thì cuối cùng cũng không thể cải biến được mệnh trời. Cuốn Nam Hải Vị Nhân kể rằng, khi ngài Tạ Ao học địa lý thành tài, trước khi chia tay thầy trở về cố hương, ông đã được thầy căn dặn về đến nước Nam nhớ đường lên núi Hồng Lĩnh. Nhưng một lần qua Hồng Lĩnh, ông tò mò trèo lên xem thử, thì ra đó là huyệt Cửu Long Tranh Châu, chín rồng tranh ngọc, chính là huyệt đế vương vô cùng quý hiếm. Ông bèn đưa mộ cha về an táng trên núi. Ít lâu sau, vợ ông sinh được một cậu con trai. Cùng lúc ấy, các thầy thiên văn phương Bắc phát hiện thấy có nhiều tinh tú cùng trầu về hướng Nam. Nhà Minh thấy vậy, vội truyền lệnh cho các thầy địa lý phải sang tìm mà phá đi, nếu không sẽ tru di tam tộc. Thầy dạy của Tạ Ao biết rằng chỉ có học trò của mình mới làm được điều này, bèn sai quan sang đoái công chuộc tội. Con trai ông sau khi điều tra kỹ lưỡng đã phá yểm
huyệt đạo. Rồi bắt con trai của Tạ Ao mang về Bắc Quốc, khi ông nhận ra thì đã quá muộn. Đến lúc thân mẫu qua đời, Tạ Ao đã lặn lội tìm thuê đất Hàm Rồng ở mãi ngoài hải đảo để an táng mẹ. Đến ngày giờ đã định thì bỗng nhiên sóng gió nổi lên. Đến khi trời yên bẻ lặng, ở đó nổi lên một bãi bồi. Tạ Ao biết ý trời không thuận, bèn than rằng 500 năm rồng mới há miệng một lần, trời đã không cho thì đúng là số rồi. Lại có gia thoại kể rằng một lần đi qua làng Thiên Mũ, ngài Tạ Ao thấy có ngôi đất to biết là huyệt quý, nên định chuyện đất táng hộ cho nhà họ Trần. Nhưng không hiểu sao chóc long của ông không đặt được xuống đất, hễ đặt là đổ. Ông bèn gọi thổ thần lên hỏi. Thổ thần trả lời rằng đất này phát ba đời quốc sư đại vương, con cháu công hầu không bao giờ hết. Thiên tượng đã để dành cho nhà họ Nguyễn, còn nhà họ Trần kia ít phúc, không xứng để được đất này. Nếu ông cưỡng mệnh trời thì tất có tai vạ. Và lại ông đi khắp thiên hạ làm phúc cho người ta đã nhiều, mà không được ngôi nào để táng cho cha mẹ, nên ông nghĩ thế thì biết. Tạ Ao lĩnh ý chỉ thần, hiểu rằng phúc là từ đức mà ra, tài lộc nhiều hay ít cũng là do đức dày hay mỏng. Vậy mới nói phong thủy chỉ giữ người tích thiện. Thầy địa lý dẫu cao tay đến đâu cũng không thể dựa vào phong thủy để thay đổi mệnh trời.